Thưa quý vị, chương trình truyền hình trên kênh HTV7 hôm nay từ 19 giờ gồm có những tiết mục sau đây. 19 giờ văn nghệ thiếu nhi tóc dài ơi, 19 giờ 30 phút phim hoạt hình những cô gái siêu nhân, 19 giờ 50 phút tin thế giới, 20 giờ hội ngộ bất ngờ, 21 giờ chinh phục đỉnh Everest, 21 giờ 10 phút ký sự quyền bí sông Hằng, 21 giờ 20 phút phim truyện Việt Nam KTX tập 34, 22 giờ 15 phút tin trong nước, 22 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Đài Loan Chuột yêu gạo tập 7, 23 giờ 30 phút sức khỏe gia đình, 23 giờ 55 phút tin cuối ngày tin thế giới tin thể thao. Chương trình truyền hình rạng sáng ngày 24 tháng 1 gồm có những tiết mục sau đây. 0 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Trung Quốc Bát Đại Hào Hiệp tập 21, 1 giờ 30 phút cuộc sống quanh ta phong cách tuổi teen ngày nay, 1 giờ 50 phút thế giới đó đây ngôi sao chết, 2 giờ 40 phút phim truyện Việt Nam Xin lỗi tình yêu tập 24, 3 giờ 30 phút siêu thị cười hết biết, 4 giờ chuyện cảnh giác chất độc vô hình. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình.